Xin chào, hiện nay là 75 anh em ha. Mình sẽ có những cái lịch chung với nhau. Cái nhóm này mình xây dựng một cái mục tiêu. Các bạn bật cam lên hết để thầy quan sát nha. Thầy quan sát ha, thầy quan sát để chúng ta cùng với nhau. Mình sẽ cùng với nhau học tập nha, cùng với nhau chia sẻ. Cùng với nhau mình sẽ phát triển. Trong đây bao nhiêu anh chị em thực sự tin là SE hiện nay thầy xây dựng nó sẽ trở thành sự nghiệp của các bạn, comment là tin 100%. Nó sẽ trở thành sự nghiệp cho tất cả các bạn. Ok. Ừ, chắc chắn đó. Chắc chắn 100% SE nó sẽ là một sự nghiệp rất lớn cho các bạn. Là một sự nghiệp rất lớn ha. Có thể là trước giờ mình làm rất là nhiều công việc, nhưng mà với những gì mà thầy đã và đang chuẩn bị cho cái hành trình của SE, mỗi anh em mình được hòa nhập với nó và mình phát triển ở trong nó, thì con đường của mình đi nó sẽ cực kỳ sáng luôn. Con đường của mình đi sẽ cực kỳ sáng. Và con đường này là con đường, cái công thức của nó không phải kiểm chứng nữa các bạn. Cái công thức thành công của SE không cần kiểm chứng nữa, bởi vì nó là công thức của quy luật vũ trụ rồi nha. Thầy tự tin nói với các bạn là công thức mà thầy áp dụng cho SE vận hành không cần kiểm chứng nữa. Và khi nó khởi động từ giai đoạn đầu đến bây giờ, trong vòng một năm thầy để cho nó tự lớn, tự chạy, tự phát triển trên hệ thống quy trình mình tự thiết kế ra, thì nó đã làm được một cái việc cực kỳ lớn ở cộng đồng rồi. Còn đến bây giờ này thì thầy đưa vào cái guồng để nó vận hành quy trình, thì ai lớn lên trên cái mạch như thế nào thì mỗi người được nhận kho báu nha. Các bạn xác định cái rất là rõ ràng ha. Các bạn được nhận một cái kho báu. Kho báu ở đây là kho báu về trí tuệ. Các bạn nhận được một cái kho báu trí tuệ. Và chúng ta đang đi trên những cái làn sóng. Các bạn đang được đi trên một cái làn sóng cực kỳ mạnh nha. Cực kỳ mạnh. Thầy nhắc lại cái làn sóng gì cực kỳ mạnh. Để mình focus nè. Mình tập trung nè. Cái làn sóng số 1. Nhắc lại nha, thầy nhắc lại nha, làn sóng số 1, các bạn khắc ghi cái làn sóng để mình thấy mình cần làm gì nè. Một là cái làn sóng của quốc gia khởi nghiệp, để nó giải quyết cái vấn đề phát triển kinh tế cho đất nước. Đây là một cái làn sóng, một cái làn sóng của quốc gia khởi nghiệp. Các bạn tư duy cái phần này cho thầy nha. Các bạn đang đi trên cái làn sóng thứ hai là làn sóng của đổi mới giáo dục quốc gia. Mà không phải đổi mới giáo dục quốc gia mà toàn cầu. Toàn cầu phải đổi mới giáo dục. Tại vì tất cả các phương pháp giáo dục cũ, ngay cả Mỹ bây giờ, nền giáo dục Mỹ bây giờ lạc hậu với thời đại rồi. Chứ không có nói gì đến Việt Nam. Sau này thầy sẽ phân tích cho mọi người nghe cái nền giáo dục nó lạc hậu như thế nào. Kể cả nền giáo dục của Mỹ nha. Kể cả nền giáo dục của Mỹ, thì những nhà làm giáo dục lớn, người ta hay nói rất nhiều đến cái câu chuyện của giáo dục khai phóng. Mỗi người sinh ra được sống, được tự do, được mưu cầu hạnh phúc và được khai phóng. Thì giáo dục thế giới nó đã sai rồi. Nền giáo dục thế giới đã sai rồi, chứ không nói gì Việt Nam, đã quá sai rồi. Bởi vì họ chọn cái con đường giáo dục con người công cụ. Trên thế giới, tất cả cái nền giáo dục trên thế giới để đào tạo con người công cụ. Mà con người sinh ra không phải để làm công cụ cho ai hết. Cho nên cái lý thuyết nó đã sai rồi. Châu Âu văn minh thế giới nó đào tạo người ta có một cái bằng cấp, một cái ngành nghề nào đó để họ là con người công cụ.
thì cái tinh thần đó nó đã trật lất, nó tạo cho con người một cái thứ được gọi là ổn định, nó được bọc bởi cái lớp của văn minh thôi, chứ nó sai rồi. Thì sau này các bạn sẽ thấy rất là rõ cái câu chuyện này ha. Và bây giờ họ đang đổi mới rất nhiều phương pháp STEM, phương pháp dạy học dự án, và các cái mô hình giáo dục tỉnh thức, trường học tỉnh thức nó đang phát triển, và chắc chắn nó sẽ là một cái làn sóng giáo dục mới. À, cái làn sóng thứ ba là làn sóng của cuộc cách mạng 5.0 sẽ diễn ra. À, các bạn đang nói đến cái câu chuyện 4.0 đã ghê đúng không? Nó sẽ có cuộc cách mạng 5.0 và tiến tới 6.0 cực nhanh. Thì làn sóng của chuyển đổi số ở cái level cao hơn 5.0 và 5G đã có rồi. À, 5G đã có rồi. Và 6.0 là thế giới số không còn biên giới. Và Elon Musk đang làm chuyện này. À, đang làm chuyện này. Nó bỏ rất nhiều tỷ đô để toàn cầu được phủ sóng Internet bằng vệ tinh hết rồi. Và không có phá sóng được nữa. Đó, những diễn biến nó diễn ra như vậy. Và cái điều quan trọng nữa, nó có một cái làn sóng thứ năm. Sorry, nó có một cái làn sóng thứ tư. Là cái làn sóng của một cái nền kinh tế mới, nền kinh tế của giá trị sống. Thì các bạn sẽ thấy được là những cái làn sóng như vậy. Vậy thì trong một đời người ha, trong một cuộc đời, trong một đời người chỉ bắt gặp một làn sóng nhận diện mà bước vào nó mà phát triển cùng thì người đó thịnh vượng. Nhưng mà các bạn đang được thầy phân tích cho bốn làn sóng đó. Ha, là nó rất là hợp lý đó. Vậy thì mình cùng với nhau ở đây để cam kết, và trong đây các bạn là đội trưởng thì các bạn cam kết thầy sẽ hướng dẫn các bạn một cái hệ thống quy trình để các bạn sẽ nhân bản doanh nghiệp ha, nhân bản doanh nghiệp từng nhóm một. Thì bước đầu thì anh đang chia nhóm ha, anh đang chia nhóm cho các bạn. Thì hôm nay các bạn được cái người làm nhóm trưởng á, đương nhiên nạp thêm một cái nhóm này để vận hành demo, và từng bước một mình sẽ rã nhóm ra và mình thay bằng nhóm mới chứ không phải nhóm này đâu, tức là mình sẽ demo. Và khi mà chương trình F08 diễn ra qua F09, thầy điều chỉnh cái quy trình vận hành một chút xíu. À, thầy điều chỉnh quy trình vận hành chút xíu là mỗi team code sẽ dẫn cái nhóm của mình, sẽ nhấn cái nhóm của mình. Như vậy nó sẽ tìm kiếm được cái người có năng lực thật, nhân tài thật nha. Còn bây giờ thì mình vẫn dẫn cái nhóm này là ngẫu nhiên. Các bạn có nhóm trưởng, cái nhóm của mình vẫn ngẫu nhiên. Thì hôm trước thầy có giao cho bạn một số cái việc mà mình cần làm ha, mình cần làm. Việc số 1 là tham gia chia sẻ Zoom sáng, đúng không? Tham gia chia sẻ Zoom sáng. Việc số 2 là mỗi ngày làm 3 điều, đúng không? Việc thứ 3 là luyện tập thành thạo quy trình của thầy Ken. Rồi mỗi việc cần làm hàng ngày. Rồi việc làm buổi tối và họp định kỳ. Thì hiện nay nhóm của mình sẽ thầy sẽ giao lưu trực tiếp với các bạn vào sáng thứ bảy như thế này, và cái nhóm coaching skill, các bạn có một cái đội đó, thì bạn nào mà trong nhóm coaching skill nhập dòng về đây trong một đội thì các bạn trong nhóm coaching skill được học tập nhiều hơn các bạn này, thì từng bước một các bạn nằm trong nhóm coaching skill sẽ là trưởng nhóm để mình dẫn dắt cái nhóm của mình, cộng thêm dẫn dắt cái nhóm mà kèm theo, cái nhóm kèm theo nha. Thì anh chị em mình luyện nha. Vậy bây giờ nhiệm vụ anh chị em mình cần cần chuẩn bị bây giờ nè, cần chuẩn bị để tự học bây giờ để mình có năng lực, tại vì muốn phát triển được thì phải có kiến thức nè, phải có quy trình nè, phải có nguồn lực nè, và phải đoàn kết. Các bạn comment ha. Muốn phát triển được cái sự nghiệp của mình để mình khởi nghiệp á, cần có kiến thức khởi nghiệp. Anh comment nha. Cần có kiến thức. Cần cái thứ hai là cần quy trình. Mà quy trình mà thiết lập như quy trình của Nhật á,
Tức là quy trình của Nhật nó thiết lập cực kỳ hay, là nó giao cho việc cho một người và người ta thực hành từng bước đúng quy trình thì họ biết được 5 phút ra sản phẩm gì. Nó đo lường, nó KPI đo rất là kỹ 5 phút nó ra sản phẩm gì. Và một ngày nó giao người đó làm việc nhau như một cái máy chạy vậy. Nó rất là quy trình, rất là hệ thống. Tuy nhiên mình làm việc với con người thì mình cần tiến tới cái sự quy trình này. Nha, cần tiến tới sự quy trình để mình đo lường được. Và người Việt Nam mình không có cái này. Người Việt Nam mình làm việc tự phát, ngẫu nhiên thôi à, ưng làm không ưng thôi, không có quy trình. Cho nên cái sự thành công nó không lớn được, cứ chì chằng vậy thôi. Và cái thứ ba là anh chị em mình có tư duy ha, tư duy chuẩn bị và tập hợp nguồn lực. Tư duy chuẩn bị và tập hợp nguồn lực. Năm cái nguồn lực thầy chia sẻ các bạn đó. Năm cái nguồn lực đó phối hợp với 7 quy luật vũ trụ thì các bạn sẽ đột phá cực kỳ nhanh. Cực kỳ nhanh. Và cái điều thứ tư nữa là các bạn xây dựng một cái bối cảnh đoàn kết trong khởi nghiệp. Và cái hệ thống cộng đồng của mình nó là một cái hệ thống thầy thiết kế, sau này các bạn nương tựa đến nhau cực kỳ tốt. Thầy lấy ví dụ ha. Thầy lấy ví dụ như là trong cộng đồng của mình có một người là doanh nghiệp cống hiến cho cộng đồng, có một cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe thuận tự nhiên cực tốt. Khi cống hiến với cộng đồng thì lúc đó thầy chỉ mở van thôi, mọi người tiêu dùng đi, thì doanh nghiệp đó lên triệu đô luôn. Mọi người hiểu cái ý này không? Và thầy xây dựng cái bối cảnh là Uber phân quyền cho mọi người, nên là cái bối cảnh ở phía sau nó cực kỳ thú vị ha. Bối cảnh của phía sau nó cực kỳ thú vị. Và SE của mình thầy xây dựng nó sẽ có hàng ngàn công ty con các bạn nhé. Nó sẽ tiến tới nó có một hàng ngàn công ty con do chính các bạn làm chủ. Do chính các bạn làm chủ. Và nó sẽ là một hệ sinh thái cực kỳ lớn nha. Nó là một hệ sinh thái cực kỳ lớn. Nên là mình được tham gia cống hiến học tập và xem như đây là một sự nghiệp, tại vì thầy không có thu phí gì nhiều của các bạn cả. Để các bạn được học, để rèn luyện, để chọn lãnh đạo thôi. Tức là quy trình của thầy là quy trình xây dựng đội ngũ để chọn lọc lãnh đạo thôi. Thì cần anh em mình học tập, phát triển để mình đi trên cái trục đó. Đó là cái việc mà thầy bổ sung thêm để cho chúng ta rõ. Và ngày mùng 2 tháng 1 á, thì sẽ có nhiệm vụ cụ thể hết cho mọi người để mọi người làm. Để từ đây đến đó thì mọi người chuẩn bị cho thầy cái gì? Cái bắt buộc mình phải có để dạy, để hướng dẫn cho cộng đồng. Bắt buộc mình phải trở thành chuyên gia, phải luyện nó. Đó là quy trình của thầy Ken. Tại vì nó là chọn một cái hệ thống quy trình chuẩn rồi. Vậy thì mọi người ôn lại bài ha. Đã học ép hết rồi. Ôn lại cho thầy cái quy trình của thầy Ken. Cái quy trình của thầy Ken. Hiểu rất rõ từng phần một. Để mình khởi nghiệp thành công và giúp người khác. Và các bạn sẽ trở thành nhà đào tạo cái chương trình của thầy Ken. À, thành đội ngũ trainer. Và cái chương trình này áp dụng cho ai? Thì các bạn biết là thầy chọn sản phẩm dành cho mọi người. Dành cho mọi thế hệ. Bao nhiêu bạn thấy đúng việc này ạ? Thầy dành một cái sản phẩm học tập dành cho mọi người, mọi thế hệ đó. À, thầy cô giáo dùng cái hệ thống quy trình này là đổi mới giáo dục luôn. Doanh nghiệp dùng quy trình này là doanh nghiệp đó thắng luôn. Và thầy bổ sung thêm cái hệ thống đào tạo lãnh đạo theo tư duy mới của thầy nữa. Thì hai cái này nó nhập lại, nó đi với nhau, nó cặp với nhau, nó hòa quyện với nhau, thì mình xây dựng một cái hệ thống cố vấn doanh nghiệp sau này cực kỳ chất nha, cực kỳ chất. Đó là cái phần mà thầy bổ sung. Vậy cái phần đơn giản nhất hãy thành thạo trước khi sáng tạo nha. Quy trình ép là các bạn phải nắm thật kỹ để hướng dẫn người khác được. Rồi cộng thêm ha, cộng thêm cái chương trình Zoom Leader. Chương trình Zoom Leader, cái chương trình cốt mục tiêu. Hiện nay các bạn học ở ngoài kia rất nhiều cái quy trình cốt. Rất nhiều cái phương pháp cốt. Nhưng mà thầy nghiên cứu rất nhiều thì thầy thấy rằng là cái phương pháp cốt mục tiêu doanh số đơn giản nhất, hiệu quả nhất là quy trình của thầy Ken. Tại vì thầy Ken đóng gói hết rồi, các bạn chỉ hiểu nó kỹ nó và các bạn áp dụng quy trình đó thôi. Và linh hoạt một chút xíu thì các bạn sẽ rất rõ để các bạn cốt
động lực, ngoại lực, nội lực, nó phối hợp hết, nó có công thức à. Có rất là nhiều bỏ người bỏ cả 100 triệu, 200 triệu đi học tốt nhưng không có công thức, không có quy trình, các bạn về chế biến không ra được luôn á, không ra được cái gì hết á, và không có có nhân bản được. Cái lợi hại của quy trình thầy Ken là sẽ nhân bản được, nhưng mà chính các bạn phải luyện cái phần này trước ha. Vậy thì cái phần này là anh chị em mình nắm kỹ ở đây để mình luyện cái phần này. Thầy muốn cái câu chuyện này là phổ cập, phổ cập. Nhưng mà khi anh chị em mình lên level thêm nữa thì anh chị em mình học thêm 21 hệ thống và mini step, thì anh chị em nào hướng tới làm chủ doanh nghiệp thì lên thêm cái chương trình mini step, tức là biến ý tưởng thành thực tế. À, nguyên cái phần đó nó cũng là hệ thống quy trình nha. Ok, đó là thầy nói thêm một số điểm để các bạn quan tâm ha. Về nhiệm vụ giai đoạn này là anh chị em mình luyện quy trình của thầy Ken nha, học và luyện quy trình của thầy Ken. Thì trong nhóm mình sẽ chia nhóm luyện quy trình của thầy Ken. Tại vì khi mà các bạn hiểu cái giá trị của sản phẩm và hiểu được cái tầm nhìn của thầy á, là các bạn sẽ tính được luôn con số là đến thời điểm nào, mình hành động đến thời điểm nào, mình có thu nhập thụ động 100 triệu một tháng. Tính luôn nha, mình tính được luôn nha. Mình tính được luôn. Và bây giờ thì xã hội của Việt Nam mình quá cần, nó bùng nổ nhanh lắm. Nó sẽ bùng nổ cực kỳ nhanh. Và thầy chỉ cài cái gì vô để nó bùng thôi. Mình xây dựng đội ngũ xong thầy cài cái gì vô thì đùng thôi. Nhưng mà với điều kiện là mình tập trung nó mới ra được kết quả. Bây giờ còn rủ nhau đi bán mấy cái thẻ tiếng Anh lạch vạch làm cái gì trời. Bây giờ còn rủ nhau đi bán những cái sản phẩm hôm qua thầy nói nó là thuộc nhóm cùi bắp có làm gì trời. Tức là bây giờ tập trung mọi nguồn lực để kiến tạo nguồn lực. Mọi người comment cái chỗ này. Bây giờ tập trung mọi nguồn lực của mình để kiến tạo nguồn lực. Nó mới là nhiệm vụ quan trọng nhất. Tập trung mọi nguồn lực để kiến tạo nguồn lực. Và trong công thức của NE thầy đã gói hết cho nó rồi. Và khi thầy nhấn nút cái nó bùm 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 bùm, nó bùng nổ. Nha, cho nên quy tụ nguồn lực để kiến tạo nguồn lực. Đó. Và ai cũng có thể làm được, ai cũng có thể làm được, mình nhân bản. Đó. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đó là cái khi mà hôm nay thầy muốn dành cho mọi người là sự tập trung. Nha, sự tập trung, tập trung, tập trung. Đương nhiên công việc cũ mình vẫn đang làm. Nhưng mà mình dành thời gian tâm tư suy tư, tại sao lại STM ta? Tại sao lại nông nhân ta? Tại sao lại họa sĩ ta? Tức là tập trung để tư duy, để mình mở bung nó ra. Khi mà mình hiểu được cái hệ thống này của thầy Ken đó, nó là một kho báu cực lớn. Đúng không ạ? Những gì mà nghe bên ngoài nó chỉ là chút chút, nó hiểu chiều sâu bên trong nó kinh khủng lắm. Nó là một cái nền tảng trí tuệ nhân tạo. Và thầy đang chuẩn bị tiếp cái bước 2, bước 3. Và nó sẽ bùng cực kỳ mạnh luôn nha, bùng cực kỳ mạnh. Riêng cái công cụ mà sau này STM tùy chỉnh thôi, riêng cái phần nữa thôi, các bạn sẽ xây dựng được sự nghiệp đã đủ lớn rồi. Riêng cái app Romi sau này thôi, các bạn cũng thấy nó là vận hành kinh khủng rồi. Và thầy chuẩn bị một số nền tảng công nghệ khác cho mọi người nữa. Thầy lấy ví dụ cái này nhé. Các bạn nghĩ sao khi mà trong cộng đồng của mình có 20.000 người đã được đào tạo về SEO hết, và thầy bấm nút Enter phát là mỗi cá nhân của các bạn được phân quyền một cái web mang tên của các bạn, và trong đó các bạn muốn bán cái sản phẩm gì thì các bạn lên cái trang tổng của thầy lôi xuống đặt cho đó là các bạn bán luôn. Các bạn nghĩ sao? Các bạn nghĩ sao? Các bạn nghĩ sao? Thì lúc đó thầy phân quyền một lúc là có luôn 20.000 cái web con. 20.000 cái web con, tức là mỗi cá nhân của bạn làm bất kể ngành nghề gì, các bạn có một cái web bán hàng với cái chi phí không đồng luôn. Chuyển đổi số kinh không? Và đó là cá nhân của bạn làm chủ nó đó. Không cần nhập hàng gì hết đó.
Và các bạn làm giáo dục, các bạn muốn chọn sản phẩm gì trong SE, bây giờ nó rất nhiều sản phẩm đúng không? Thì trên cái trang của bạn, bạn tùy chỉnh, bạn lên một phát bấm Enter, lôi sản phẩm gì đặt trên đó là mình chỉ bán sản phẩm thôi. Đó là online. Còn khi mà xong cái câu chuyện online, xây dựng đội ngũ này xong, thì action sẽ ra một cái chuỗi luôn. Các bạn vừa sở hữu được một cái trang trên online, vừa sở hữu được một cái offline, thì các bạn nghĩ sao? Nên là các bạn tập trung, đã không dành thời gian cho tập trung để suy tư, và để làm được cái chuyện lớn như thế đó, thì thầy phải âm thầm đầu tư cho mình nguồn lực cực kỳ nhiều, cực kỳ nhiều. Và thầy không bung cái ý tưởng của mình ra hết, tại vì họ sẽ copy. Thầy không bung hết đấy, họ sẽ copy. Và từng bước một, đôi lúc thầy nói rất là bay bổng, đúng không? Đôi lúc thầy nói cái tầm nhìn rất lớn đó, vĩ mô, thầy cố tình mã hóa tư duy đó. Thầy cố tình mã hóa tư duy, thầy có chiếu slide mọi người cũng không copy được thầy đâu. Tại vì một slide trong đó nó là một cái hệ thống mà. Các bạn nhìn thấy cái slide của thầy, một slide là một ma trận nha. Rồi nói lại cái này để các bạn có niềm tin để mà chiến đấu với nó nè. Một slide là một ma trận. Đó, vô sâu thì các bạn sẽ từng bước để thầy bóc tách ra cho các bạn sẽ nắm ha. Đây là một ma trận này các bạn. Dân học toán thì biết thế ma trận này đúng không? Từng câu từng chữ trong đây nó là thiết kế hệ thống ma trận, không nhân bản được đâu, không copy đâu. Nhìn đơn giản chứ không copy đâu. Đây là một hệ thống ma trận. Một hệ thống ma trận. Nguyên lý công thức này thôi là một công thức kinh khủng lắm. Sau này các bạn học leader thì chỉ cho các bạn công thức này. Nguyên lý công thức này thôi nè. Nguyên lý công thức. Nguyên cái hình của cái logo với đường thẳng ngang ngay thẳng chính trực, và thầy vẽ thêm không gian 3 chiều nữa, nó là một cái hệ thống ma trận cực kỳ mạnh của đòn bẩy. Thì cái người mà sáng tạo ra nó, họ mới cầm cái chìa khóa. Còn người ta không biết, người ta đọc cái tiến trình hình thành và phát triển sự sống, họ kêu nhân bản được công thức của thầy còn khuya, không nhân bản được. Nhưng mà nó là một hệ thống ma trận. Đây là một hệ thống ma trận. Một hệ thống ma trận. Và họ có copy mình, họ không lấy được cái ý tưởng của thầy đâu. Rồi đây là một ma trận. Nó là công thức kinh tế đó. Đó. Tức là mỗi thứ thầy thiết kế nó là một cái hệ thống ma trận hết. Tam giác niềm tin. Đây là một ma trận. Nhìn đơn giản như vậy nhưng mà nó một cái nền tảng giáo dục trong đây này. Đúng không? Đây là một ma trận. Đó. Vậy thì để mà mọi người hiểu được hết cái hệ thống này của thầy thì các bạn cần phải học tập rất nhiều. Ha. Và một cái slide của thầy đó nó phải được tích hợp của 5 tiến sĩ. 5 tiến sĩ chuyên sâu mới giải thích được, ngồi lại với nhau chuyên sâu mới giải thích được cái hệ thống cái slide đó. Tiến sĩ kinh tế, tiến sĩ về giáo dục, tiến sĩ về khoa học, tiến sĩ về khoa học lượng tử và tiến sĩ thần học á. 5 tiến sĩ mới giải thích được cái slide của thầy đó. Được không các bạn? Chứ nó không phải là đơn giản nó có cái đấy. Thì thầy muốn nói như vậy để các bạn miệt mài học tập thôi. Vậy giai đoạn 1 các bạn học cái gì đây? Tập trung học quy trình của thầy Ken cho kỹ. Học đến đâu rồi thực hành rồi hiểu vỡ ra. Thì doanh nghiệp nó phải vậy à ta? Phải dùng như thế à ta? Thì dần dần cứ mắt chữ A miệng chữ O lên từng bước một. Rồi từng bước thầy sẽ chia sẻ thêm cho các bạn nha. Đó là cái điểm mà thầy muốn nhắc đội nhà mình ha, đội nhà mình. Nên là cái chương trình F9 là cái chương trình rất là mạnh mẽ để chúng ta sẽ bùng, và mình sẽ lead đội của mình nha, lead đội của mình để chúng ta phát triển. Vậy bây giờ thầy nhường cho các bạn chia sẻ nha. Các bạn mong muốn điều gì, mục tiêu gì thì chia sẻ, và đang gặp khó khăn gì
Thì trong đây thầy sẽ giải quyết vấn đề cho cả nhà mình từng bước một ha. Thầy xin mời cánh tay đầu tiên là Thùy Trang nè, cô Thùy Trang. Cô Thùy Trang học cái hệ thống 21 ngày rồi. Ở trong đây ai học 21 ngày rồi comment số 1 cho thầy cái. Ai học 21 ngày rồi? 21 hệ thống của Ken. Ok, rất tuyệt vời đúng không? Học xong cái đó thì lại hiểu thêm một tí nữa. Xin mời cô Trang. Bật mic cho cô Trang giúp thầy nha. Bật mic cho cô Trang.